Mở đầu tập phim là đoạn giới thiệu về nhân vật kể xuất tên là Trường Cùng Diễn, được xưng là vô địch trong cảnh giới tồn giả. Từng 4 lần xuất thế, mỗi lần đều ở trong đại chiến giành được hạng đầu tiên. Nhưng mà tên này lại có khổ tâm. Người hắn yêu lại không còn nữa, chính là được chôn ở nơi này. Hắn phải tìm được Phượng Hoàng Huyết Trì thì mới có thể cứu sống được người yêu. Tiếc là trời lại không toại lòng người, tuy hắn nhiều lần đạt được hạng nhất, nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được Phượng Hoàng Huyết Trì. Đúng lúc tên này đang đau buồn, thì một tên thanh niên mặc chiến giáp màu vàng đột nhiên xuất hiện khiêu chiến. Gã không thèm giải thích, đã bạo phát sức mạnh tạo ra trận gió lốc cuồn cuộn, rút ra thanh kiếm tấn công. Trường Cung Diễn cũng ngưng chiêu đáp trả lại, màn chạm trán của hai người tạo ra động tĩnh vô cùng lớn. Vì người yêu của hắn đang yên nghỉ ở nơi này, hắn không muốn quấy rầy đến nàng ta nên đã hẹn ra chỗ khác để chiến đấu. Rất nhiều người thắc mắc về lai lịch của tên mặc chiến giáp vàng, vậy mà lại dám khiêu chiến với Trường Cung Diễn. Có người nhận ra tên này là nhân kiệt của kiếm cốc, tên là Cô Kiếm Vân. Gã ta cũng giành được hạng nhất, nhưng là sau khi Trường Cung Diễn ẩn thế. Trước giờ gã ta vẫn coi thường hậu nhân tội huyết. Ngày sau đó là một nữ tử, cô ta là truyền nhân kiếm cốc, lưới trẻ đỉnh cấp đương thời do đệ nhất đại giáo kiếm châu bồi dưỡng giam. Vừa xuất hiện, cô ta đã lên tiếng khinh miệt Trường Cung Diễn. Đã trải qua 4 đời rồi mà vẫn còn rơi lệ vì một tiện nữ xuất thần tội huyết. Chỉ riêng lời này cũng có thể nhận ra cô ta là người cực kỳ ghét những người có tội huyết. Rất nhiều người lên tiếng trách mắng, nhưng cô ta lại cho rằng bọn họ đã mang tội huyết lại còn dám om sòm. Cô lập tức sử dụng ra một món pháp bảo. Pháp bảo sáng lên, ánh sáng tỏa ra chiếu rọi xung quanh. Những người mang tội huyết đều hiện ra một phù văn. Đến lượt Thạch Hạo thì bầu trời cũng nổi mây đen cuồn cuộn. Trên đầu cậu là một chữ khổng lồ, điều này cũng quá là phô trương rồi. Cô ta lập tức nhận ra người trước đó tạo ra động tĩnh chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo chậm rãi bước lên trước mặt cô chất vấn. Mỗi một lời nói đều cực kỳ đanh thép, sáng vẻ quyết liệt. Cô ta không phản bác được lời nào, bộ dạng còn lo lắng ấp úng. Cô còn cho biết, dù có là người hoàng gia tội huyết ở hạ giới thì cũng chỉ có thể được phái đi chăm vườn thuốc. Vậy mà cậu dám ở đây chất vấn các đại cổ giáo làm việc. Chưa dừng ở đó, cô ta còn đem chuyện tổ tiên của Thạch Tống nhắc lại để uy hiếp. Nếu Thạch Hạo còn theo ác không bỏ thì sẽ có người trừng trị. Lời này làm cho Thạch Hạo phẫn nộ, cậu lên tiếng thách thức. Hành động cứng rắn này làm cho cô ta bắt buộc phải động thủ. Thanh kiếm sắc bén đâm về phía Thạch Hạo, cậu dễ dàng ngăn cản, sau đó còn tiện tay dùng hai ngón tay bẻ gãy thanh kiếm và tặng cho đối phương một cú sút rơi xuống đất, nằm hít bụi. Thạch Hạo tuyên bố mình không sợ bất cứ đại cổ giáo nào cả. Lời này làm cho rất nhiều người vui mừng, họ đồng loạt giơ tay cổ vũ. Cô ta thấy mình yếu thế liền đứng dậy uy hiếp, bằng cách dùng cao thủ của kiếm cốc ra đe dọa. Không sợ bọn họ sẽ đến tàn sát sạch hậu nhân tội huyết hay sao? Thạch Hạo lắc đầu ngao ngán, vốn dĩ chỉ muốn dạy cho đối phương một bài học. Ai ngờ nữ nhân này cứ thích đi tìm cái chết. Thế là cậu không ngần ngại dùng một chiêu tiễn đối phương về đất mẹ gặp tổ tiên. Thạch Hạo tiến hành lục lọi ký ức cô ta và phát hiện Hoa Linh Nhi cùng phụ thân sau khi tiến lên thượng giới đã bị đưa đến vườn thuốc để lao động công ích. Đà thần Thạch ra ngoài nhắc nhở cậu mau rời khỏi đây, động tĩnh gây ra quá lớn, lại đánh chết chủ nhân kiếm cốc trước mặt mọi người. Chẳng mấy chốc, cường giả sẽ chạy đến. Thạch Hạo cũng có ý nghĩ giống như Đà thần Thạch nên chỉ để lại lời khích lệ cho tất cả mọi người ở đây rồi rời đi. Trong lúc này, cô Kiếm Vân và Trường Cung Diễn vẫn đang giao chiến kịch liệt. Mỗi lần chiêu thức va chạm đều tạo ra vụ nổ khủng khiếp. Trải qua vài nghìn chiêu giao thủ, Trường Cung Diễn đột nhiên quay xe rời đi. Trận chiến tạm dừng lại, còn Thạch Hạo thì phi hành đến sơn mạch Nguyên Thủy. Đột nhiên bầu trời trước mặt xuất hiện dị tượng, sấm sét chớp nổ liên tục. Thạch Hạo cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tu luyện. Thế là cậu bay lại gần, dự định là dẫn lôi điện xuống để rèn luyện nhục thân và nguyên thần. Nhưng mà cách làm này chính là đang chơi với lửa, sức mạnh của lôi kiếp vô cùng khủng khiếp, có thể hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Đây là tự sát chứ không phải rèn luyện rồi. Thạch Hạo vẫn không từ bỏ, cậu trực tiếp bay lên gần lôi kiếp rồi thi triển bí kíp dẫn lôi. Ngay lập tức, một luồng sấm sét đánh xuống người Thạch Hạo, tưởng là nam chính sẽ bị đốt thành tro bụi. Nhưng đã không có chuyện đó xảy ra, thậm chí cậu còn muốn lôi kiếp mạnh hơn nữa, càng mạnh thì càng thích hợp. Chỉ có trải qua lịch luyện như thế này thì mới có thể chiến thắng những quái thai cổ đại kia. Cậu tiếp tục bay lên gần lôi kiếp, dường như biết có người đến khiêu khích, lôi kiếp chủ động tấn công mạnh mẽ hơn. Thạch Hạo ngồi xuống tu luyện nguyên thần, lôi kiếp hóa ra một con chim khổng lồ. Con chim lao tới định làm thịt cậu, nhưng lại bị cậu đánh đòn ngã xuống. Chỉ cần đánh giết nó liền có thể hấp thu lôi đạo sinh cơ tinh khiết, sức mạnh cứ như vậy cuồn cuộn tuôn vào cơ thể cậu.
Nguyên Thần sau khi rèn luyện đã hiển hóa ra được một thân ảnh của bản thân. Bởi vì Nguyên Thần có đột phá nên dẫn đến một cơn sóng thần. Thạch Hạo dễ dàng đánh tan sóng thần. Sóng nước sau khi bị đánh tan liền biến hóa thành nhiều cánh hỏa tuyết. Vừa chạm vào nó, cơ thể cậu đã lập tức bị đóng băng lại. Đây là băng tuyết lôi kiếp, một loại khảo nghiệm dùng pháp tắc giam cầm pháp lực Nguyên Thần. Đến đây thì tập phim khép lại. Video của mình cũng dừng ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé!